Sáng nay, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Thời gian qua, các cơ quan Đảng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều phần mềm tác nghiệp được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, nhằm từng bước hiện đại hóa phong cách làm việc, góp phần thực hiện cải cách hành chính. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Tỉnh ủy được trang bị tương đối hoàn thiện. Đặc biệt, từ tháng 1 năm 2021, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ Thông tin Huế CIT xây dựng phần mềm quản lý văn bản điều hành để gửi nhận văn bản trên trang mạng CPNet Internet của tỉnh, liên thông cả cơ quan Đảng và cơ quan nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó, trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung đặt tại Văn phòng Tỉnh ủy cũng đáp ứng thông tin thông suốt 24/7. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn những khó khăn trong ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Tỉnh ủy, máy chủ và thiết bị để đảm bảo an toàn dữ liệu, xây dựng đề án số hóa tài liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh, đồng thời đào tạo tập huấn cho cán bộ chuyên viên công nghệ thông tin sử dụng các phần mềm trung ương chuyển giao và phần mềm dùng chung của tỉnh. Ngoài ra, cần tuyên truyền về vai trò của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, triển khai đồng bộ hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm hệ thống thông tin, tăng tính kết nối, chia sẻ, phục vụ cho công tác tham mưu, nhằm hoàn thành tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.